Xin mến chào quý vị, cô bác, anh chị và các bạn thân mến. Những ngày qua thì quý vị mình đã thấy đó, có rất là nhiều những cái câu chuyện buồn về những cái mối quan hệ. Trong đó thì nhiều gia đình mà có thân nhân là Việt Kiều ở hải ngoại về nước sau cái giai đoạn dịch bệnh này. Có gia đình thì họ rất là vui vẻ trước cái sự trở về của thân nhân từ phương xa. Họ mừng vì gia đình mình được đoàn tụ với nhau sau những cái năm tháng xa cách. Và nhất là trong cái mùa dịch bệnh thì dường như là Việt Kiều thì họ phải nán lại thêm một chút thời gian nữa để mà chờ đợi cái ngày trở về quê hương sau khi mà dịch bệnh đã lắng xuống. Và cái ngày trở về đó thì nhiều cô bác anh chị mình tâm sự, phải nói là họ phải chờ rất là lâu thì mới có được những cái chuyến bay thương mại, đường bay quốc tế được mở cửa trở lại thì họ mới được về nước. Họ rất vui vì được gặp lại thân nhân của mình ở Việt Nam. Tuy nhiên thì trong số những bà con, cô bác anh chị mình đã về nước trước đó, cũng có vô số những cái trường hợp mà họ về nước mà họ lại không được cái sự tiếp đón ân cần từ người thân gia đình, cũng như là có nhiều trường hợp người thân đã đối xử tệ bạc với thân nhân Việt Kiều của mình. Chính vì vậy mà đã khiến cho một cái mối quan hệ tình cảm đáng lẽ là phải hòa thuận, vui vẻ vì được đoàn tụ với nhau, nhưng mà nó hoàn toàn ngược lại, thậm chí là xích mích, cự cãi và từ mặt nhau vĩnh viễn. Ngày hôm nay thì thưa quý vị, trường hợp này là của một Việt Kiều Mỹ hiện đang sống tại tiểu bang California của Hoa Kỳ. Và anh ấy đã nói gì? Nói gì cho cái mối quan hệ tình thâm đáng lẽ là phải hòa thuận với nhau, nhưng nó hoàn toàn không được như mong ước, cũng như thì để mà có thể về nước được. Và cái chuyến về nước của anh đã xảy ra những chuyện gì? Thì xin mời quý vị, cô bác, anh chị mình cùng lắng nghe. Minh Phúc Cali là một trong những trường hợp đó. Anh đã phải chờ đợi rất lâu cho cái chuyến về nước sau khi mà dịch bệnh đã lắng xuống. Tôi đã phải chờ đợi rất lâu thì mới có được một cái chuyến bay quốc tế để mà trở về Việt Nam. Vì hầu như là trong xuyên suốt cái mùa dịch thì Việt Nam đóng cửa khẩu trong suốt cái giai đoạn dịch bệnh hoành hành. Tuy nhiên thì sự trở về lần này đã khiến cho tôi nhận ra rằng thà là tôi chấp nhận cô quạnh, cô đơn nơi xứ người, có chết cũng chết bên Tây. Chứ tôi đã quá ngán ngẩm về tình thâm và không bao giờ muốn trở về Việt Nam thêm một lần nào nữa. Trước đó tôi về, tôi bỏ tiền ra để mà giúp đỡ cho họ mua đất xây nhà, chưa kể là gửi tiền về cho những lúc khó khăn vì dịch bệnh. Nhưng vì lòng tham vô đáy, cho bao nhiêu cũng không vừa lòng, trái ý một chút là trách móc, trở mặt nói xấu không tiếc lời. Cho nên là bây giờ tôi đã thức tỉnh, dù là có muộn màng nhưng trong lòng của tôi cũng cảm thấy thanh thản vì mình không còn vướng bận gì nữa. Mình thật sự là đã buông bỏ được cái gánh nặng này. Ngoài ra thì như quý vị đã biết rằng, không những là Việt Kiều phải vướng vào những cái gánh nặng liên quan đến tiền bạc, nhà cửa, đất đai với thân nhân ở Việt Nam, mà Việt Kiều họ còn bị chính thân nhân của mình chửi rủa, thậm chí là còn đòi chém đòi giết, mất hết cái gọi là tình thâm máu mủ. Trường hợp thứ hai thì thưa quý vị, thưa cô bác, anh chị và các bạn thân mến, anh Phương sống tại San Francisco cũng có cái tình cảnh trái ngang và đau lòng không kém. Anh đã chia sẻ như thế này: có lần tôi trở về Việt Nam để thăm lại bà con, gia đình và những anh chị em. Lần đó tôi về thì tôi có giúp cho một người em thứ 8 để mà cắt nhà trên cái phần đất mà ba má đã để cho nó. Căn nhà được xây lên khá nhanh chóng, tuy nhiên thì cũng còn dang dở, chưa được hoàn thiện xong thì đến ngày tôi phải trở về Mỹ. Và sau khi mà tôi đã trở về Mỹ thì ở phía gia đình của chú 8 có gọi phone sang và nhờ tôi giúp đỡ để mà có tiền để mà xây xong cái phần còn lại. Lúc này thì tôi mới nói là anh Năm về Việt Nam chơi, giúp cho các em xây được bao nhiêu đó. Hiện giờ thì anh Năm hết tiền rồi, để khi nào anh Năm có tiền thì anh gửi về cho tụi bay xây tiếp. Hiện giờ thì nói chung thì cái ngôi nhà thì cũng được xây một phần nào rồi. Thôi thì tạm ở như vậy đi thì cũng được, anh sẽ tranh thủ giúp tụi em trong một cái thời gian sớm nhất. Quả nhiên là chưa gì hết, chỉ mới một tuần đầu là ở phía gia đình của chú Tám lại gọi phone sang và kêu tôi là phải gửi tiền về gấp. Chứ bây giờ là nhà cửa xây lên, tô nửa chừng rồi bỏ như vậy hay sao? Ở đầu dây bên kia thì tôi nghe tiếng của chú Tám: bây giờ ông có giúp hay không? Giúp hay không, giúp hay không thì nói mẹ một tiếng đi. Và lúc này thì tôi nóng lên và tôi nói: tao nói là từ từ tao giúp, hiện giờ thì tao chưa có tiền, làm cái gì mà ăn cướp giật vậy trời? Lúc này thì thưa quý vị, ở đầu dây bên kia thì từ chú Tám cho đến vợ con của nó đều chửi rủa tôi điên cuồng, và còn dùng những cái câu nói văn tục đòi chém đòi giết tôi. Nếu như mà tôi còn trở về Việt Nam nữa thì họ sẽ đòi chém đòi giết tôi. Tôi cũng không biết nói sao, thật sự là tôi rất buồn.
xem như đây là cái lần cuối cùng mà tôi còn có thể giúp đỡ cho họ. Mãi mãi tôi không bao giờ liên lạc và không bao giờ tìm về cái nơi mà chỉ toàn là những con người vô đạo đức, vô tình cảm như vậy. Thưa quý vị, trường hợp tiếp theo là của một cô người Việt đã có chuyến du lịch thăm con cái tại đất nước Canada, đã cho biết câu chuyện của cá nhân cô từng vướng phải. Nhưng mà cái câu chuyện này thì lại liên quan đến những người bà con lối xóm. Tôi đi Canada để thăm con cái và xuyên suốt mùa dịch bệnh thì tôi bị mắc kẹt ở lại Canada, không thể về nước được. Sau khi dịch bệnh tạm lắng xuống, tôi về nước trong tâm trạng đầy tiếc nuối vì phải xa con của mình. Mặc dù là tôi rất muốn về vì tôi đã quen sống ở Việt Nam. Phải nói là có đi thì mới có biết con cái của mình sống ở bên đó thì phải chịu đựng vất vả ra sao. Ngày trở về thì tôi có mua cho mấy cô bác xóm giềng mỗi người một bịch lạp xưởng Canada để ăn lấy thảo. Tổng cộng là tôi mua 10 bịch, hết gần 100 đô la, tính ra là cũng khoảng 1 triệu 800 nghìn đồng hơn. Nào ngờ là trước mặt họ vui vẻ để mà nhận quà, sau lưng thì lại thì thầm to nhỏ với nhau, nói xấu tôi. Bà đi Canada về mà chùm sò, cho có một bịch lạp xưởng, dầu thơm đâu sao mà không cho, ai mà cần mấy thứ này. Phải nói là thưa các bạn, thưa quý vị, cục tức này thì không biết khi nào thì tôi mới có thể nuốt trôi. Họ chỉ là hàng xóm láng giềng, đâu phải là cái gì của tôi mà tôi phải mua dầu thơm cả trăm đô la để mà cho họ. Tiền đâu phải là giấy tự in ra rồi mua về để mà phân phát. Thật là không thể hiểu nổi con người gì đâu mà không biết liêm sĩ là gì. Cứ mãi luôn ảo tưởng ở xứ Tây là như thế này, ở xứ Tây là như thế kia. Người ta phải đi làm, thậm chí là còn làm cực khổ hơn ở Việt Nam gấp mấy lần. Mùa đông tuyết trắng thì mới thấy được các cực khổ mà người Việt mình phải lam lũ còn gấp mấy chục lần người ở trong nước. Suốt ngày thì chỉ biết làm cách nào để mà moi móc được của người này, moi móc được của người kia. Vậy là họ vui. Nhưng chưa hẳn, biết đâu được voi đầu tiên, dù là có cho dầu thơm đi chăng nữa thì họ cũng nói xấu sau lưng của mình là đằng khác. Thưa quý vị, đó chỉ là một trong những câu chuyện mà những ngày qua Thái Võ đã nhận được sự chia sẻ tâm tình của nhiều bà con Việt kiều xa xứ mình gửi về cho Thái Võ đây. Thật sự là khi mà nghe qua thì những cái sự việc như thế này Thái Võ cũng khá là ngỡ ngàng. Tuy nhiên thì cô bác anh chị mình, những ai mà mình đã từng nằm trong cái tình cảnh tương tự thì mình cũng không có cái vấn đề gì là lạ cho lắm. Và khi mà quý vị khán giả mình, những ai chúng ta có những cái câu chuyện gì cần muốn chia sẻ với Thái Võ để Thái Võ truyền tải đến cộng đồng thì mình có thể gửi về địa chỉ email ở phía trên màn hình cho Thái Võ. Thái Võ sẽ xem và hồi âm lại cho quý vị trong một cái thời gian sớm nhất. Ngày hôm nay thì khi mà quý vị đã lắng nghe qua những cái câu chuyện như thế này thì quý vị có cảm nghĩ gì khi mà những nhân vật, những bà con đồng hương của mình họ phải nhận nhiều cay đắng về tình thâm? Quý vị nhận xét như thế nào? Nói chung là chút lời chia sẻ tâm tình này chắc hẳn là đã có thể cho chúng ta nhận thấy rằng mình cần phải rút kinh nghiệm nhiều hơn để mình không phải vướng vào những cái sự việc trái ngang như là những cô bác nhân vật trong câu chuyện có thật mà Thái Võ chia sẻ. Và nếu quý vị cảm thấy video này là hữu ích thì quý vị có thể ủng hộ cho Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe, đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm nhiều thông báo từ những thông tin tiếp theo. Cuối cùng, Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, yêu mến, ủng hộ và lắng nghe hết thông tin. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp.